Namo Chúng ta tiếp hai cái phần còn sót của buổi học hôm trước là nói về lợi ích của giới. Thì khi mà chúng ta học á, chúng ta phải biết lợi ích của giới. Nhờ lợi ích của giới á, chúng ta mới có nhu cầu giữ giới. Còn nếu như chúng ta không có biết giữ giới sẽ đem lại lợi ích gì thì chúng ta sẽ không có nhu cầu giữ giới. Chính bởi vì như vậy đó, cái giới như hôm bữa sư nói đem lại cho chúng ta rất nhiều sự lợi ích. Ngoài ra đó, nó còn đem lại cho chúng ta sự hoan hỷ. Bởi vì sao? Khi chúng ta giữ giới, chúng ta sẽ có niềm vui của một người có giới. Khi nào mà quý vị tham dự những khóa tu, hoặc là khóa tu một ngày, hoặc là những khóa thiền dài ngày, mà quý vị giữ trọn được giới, chúng ta sẽ trải nghiệm một trạng thái rất an lạc của một người có giới. Mà những người không có giới, họ không trải nghiệm được chuyện đó. Bởi vì khi chúng ta không có giới, chúng ta bị những ô nhiễm nó che lấp, làm cho chúng ta sống ở trong phiền não rất là nhiều. Chính bởi vì như vậy, khi chúng ta có giới, chúng ta sẽ trải nghiệm sự hoan hỷ. Nó giống như thế này nè. Bình thường chúng ta ở dơ, cái người ở dơ, hoặc nói ở dơ nó kỳ. Thôi bây giờ xin lấy ví dụ như là những vị đang làm xây dựng. Khi mà mình đang làm cả ngày, mình làm mồ hôi, mồ kê, rồi bụi bẩn, thì có khi mình cũng quen rồi, nóng nực rồi mình cũng quen rồi, mình cũng chịu được rồi thôi. Thì giỏi lắm thì tới chiều tắm rửa là xong. Nhưng mà để ý giùm sư cái chuyện này. Sau khi chúng ta về nhà, chúng ta tắm rửa sạch sẽ, thơm tho rồi đó, chúng ta mới thấy thoải mái, và chúng ta mới thấy là cái bộ đồ cũ của mình đó, nó hôi tới cỡ nào. Nhưng mà khi mà mình còn đang làm việc thì mình không có để ý cái chuyện đó. Hoặc quý vị đi làm cũng vậy thôi. Mình ngồi máy lạnh nha, ngồi phòng máy, mình làm mình cũng đâu có thấy người mình dơ. Nhưng về tới nhà đi tắm rồi đó, cầm lại bộ đồ cũ lên ngửi, quý vị mới thấy nó hôi. Cho nên khi chúng ta không giữ giới, chúng ta không có cảm nhận được sự an lạc. Nhưng mà chỉ cần chúng ta giữ giới, chúng ta sẽ trải nghiệm được sự an lạc. Rồi giới nó sẽ có sức mạnh. Sức mạnh của nó là gì? Nó làm cho những cái lỗi lầm á trở nên yếu đuối. Tại sao như vậy? Sư vẫn thường hay nói với quý vị, bình thường quý vị cứ giữ giới, đến khi đụng chuyện á, giới nó sẽ giữ mình. Thì khi bình thường mình giữ giới đó, mình có sức mạnh của giới. Và khi mình có sức mạnh của giới đó, chúng ta đụng chuyện thử thách là tự nhiên cái thử thách đó nó không đủ mạnh để nó thuyết phục mình phải phá giới. Như bây giờ quý vị giữ cái giới là không sát sanh. Sư tin là bây giờ mà đưa một cái, quý vị có đi vào cái phòng gọi là cái phòng giải phẫu, đưa cho mình một con cóc, hoặc xuống nhà bếp đưa cho mình một con cá mà kêu mình cắt mang, cắt đuôi nó thôi đó, mình cầm cây kéo là mình làm không nổi. Bởi vì sao? Bởi vì mình nhớ tới giới. Sức mạnh của giới đó làm cho cái sự phá giới, làm cho những cái tội lỗi nó trở nên yếu đuối, và nó không đủ sức để nó đánh bật lại. Còn khi mà chúng ta không giữ giới á, thì sức mạnh của những tội lỗi nó sẽ lớn. Và khi đó đó, chúng ta cứ làm thoải mái, cứ vi phạm giới. Thành thử như sư nói rồi,
chúng ta cứ giữ giới đi. Rồi khi chúng ta đụng chuyện á, sát sanh chúng ta sẽ ngượng tai, nói dối chúng ta sẽ ngượng miệng. Đó, đó là những cái lợi ích của giới. Sư nói về giới đó, thì sư có những lần á, sư đưa ra cái ví dụ, chúng ta đừng nghĩ là cái giới là một cái sự ràng buộc, nó là một sự trói buộc, không nên nghĩ như vậy. Mà nên nghĩ như thế này nè, khi chúng ta thọ giới là tam bảo, tức là các thầy các sư đại diện cho tam bảo cho quý vị năm cái phước lớn và rất nhiều những cái phước phụ. Phước lớn đầu tiên là gì? Cho quý vị có phước sống lâu. Ai cũng muốn sống lâu thì cho quý vị phước sống lâu như quý vị mong muốn. Mà mình muốn giữ cái phước sống lâu thì mình phải ráng giữ nó chứ. Khi mình đã phá giới rồi là mình bỏ cái phước sống lâu đi. Khi chúng ta nghĩ như vậy á, thì cái thái độ chúng ta với giới nó khác. Tức là chư tăng cho phước quý vị, mà cái phước đó phải giữ thì mới còn, không giữ là nó mất. Giống như cho tiền quý vị đó, mình giữ thì mình có, mình tiêu xài hoang phí thì nó hết. Đấy. Rồi cho quý vị cái phước vật chất, cho quý vị phước giàu sang, muốn giữ gìn tài sản thì phải ráng giữ của cải. Ai cho quý vị cái xe đó, tối có dám để xe ngoài đường đi ngủ không? Cho quý vị cái điện thoại, có dám để điện thoại ngoài đường đi ngủ không? Không. Thì tại sao cho quý vị giới, quý vị không trân trọng và giữ giới? Đấy. Rồi cho quý vị cái phước gia đình hòa thuận êm thấm, phước đó lớn chứ đâu phải nhỏ. Đấy. Rồi cho quý vị cái phước có tiếng nói ở trong xã hội. Và cuối cùng là cho quý vị cái phước có trí tuệ ở thế gian này. Chư tăng cho quý vị năm cái phước lớn, thì quý vị có bao giờ nghĩ trời cho tôi phước nhiều quá, bây giờ tôi giữ nó thành ra trói buộc? Không có. Cho mình phước, mình càng giữ mình càng khoái. Tại vì mình càng giữ là mình càng sống lâu, càng giữ là gia đình càng êm thấm, càng giữ là mình càng thông minh. Thì phải giữ chứ. Đấy. Tiền thì mình khoái giữ, chứ phước mình không chịu giữ thì sao? Thấy không? Cho nên khi chúng ta biết được lợi ích của giới, chúng ta mới có nhu cầu giữ giới. Còn nếu như chúng ta coi giới là sự trói buộc, coi giới là một cái chuyện là ép buộc bắt mình phải làm, thì sư tin là mình cũng không khoái giữ giới lắm. Rồi, sau khi biết được những cái lợi ích của việc giữ giới, chúng ta đi đến cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ phân loại giới. Ở đây nó có nhiều cách để tính toán. Có khi là một loại, hai loại, ba loại, bốn loại. Sư nói để quý vị thấy là giới có ở khắp mọi nơi. Thứ nhất là một loại. Một loại thì đây là chúng ta đã nói rồi. Bởi vì nó thuộc về cái đặc tính của giới là cái cũ. Đó là gì? Nó có tác dụng điều tiết, điều khiển cái thân khẩu của mình cho phù hợp với giới, và nó giúp nâng đỡ các thiện pháp. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giới chia ra làm hai loại. Đó là gì? Thứ nhất là nên làm và không nên làm. Theo Phật giáo phát triển thì dùng cái từ là tác trì và chỉ trì. Sư nói để quý vị biết rồi sau này mình có gặp những cái gọi là những cái từ vựng đặc biệt thì chúng ta cũng biết đó là cái gì. Đó gọi là chỉ, một bên là chỉ trì tác phạm, cái thứ hai là tác trì chỉ phạm. Đó, nghe thì nó rối nhưng nó chỉ đơn giản hai chuyện thôi. Một là cái gì nên làm và hai là cái gì không nên làm. Đơn giản vậy thôi. Đó. Thì những cái gì đó
Đức Thế Tôn khuyên chúng ta nên làm thì đó là giới. Rồi những gì Đức Thế Tôn khuyên chúng ta không nên làm thì đó cũng là giới. Và chúng ta tu học theo Phật thì rõ ràng toàn bộ giáo lý có thể gom lại thành hai cái. Thứ nhất là những cái nên làm, và thứ hai những cái không nên làm. Chúng ta chỉ giữ hai cái đó thôi. Đó, với những vị đó mà thấy giới nhiều quá, cái gì mà năm giới, cái gì mà tám giới, rồi cái gì mà mười giới, rồi tỳ kheo 227 giới hoặc là 250 giới, đó nhiều giới quá, thì bây giờ rút gọn lại thôi hai việc. Thứ nhất là có những cái gì nên làm và cái không nên làm, đơn giản. Quý vị nghĩ hai cái này nó dễ hay nó khó? Chứ sự thấy nó còn khó hơn cái năm giới của quý vị nữa đó. Rồi, cái thứ hai đó, cái chuyện mà chúng ta nên làm á, thì nó dựa vào niềm tin và sự tinh tấn. Tại sao? Mình phải tin Phật nói đúng, nói thiệt thì mình mới làm. Chứ còn nếu mình không tin thì mình đâu có làm nổi. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, bởi vì các điều thiện đem lại an lạc hạnh phúc, cho nên Như Lai mới bảo các ông làm. Còn nếu như các điều thiện mà không đem lại hạnh phúc thì Như Lai đã không kêu các ông làm. Rồi các điều ác nó đem lại khổ đau, chính bởi vì như vậy Như Lai kêu các ông đừng có làm. Chứ nếu như mà các điều ác nó đem lại hạnh phúc thì Như Lai đã không kêu các ông bỏ rồi. Nghĩa là sao? Cái thiện đem lại hạnh phúc cho nên Phật mới kêu. Chứ thiện không hạnh phúc thì Phật đâu kêu mình làm chi. Đó, cái ác đem lại đau khổ thì Phật mới kêu là mình bỏ đi. Chứ ác mà đem lại hạnh phúc là Phật đã không kêu mình bỏ rồi. Đấy. Chính bởi vì như vậy đó, mình tin Phật thì mình phải làm theo. Thành ra cái chuyện mà mình nên làm hay không nên làm, đầu tiên là nó phải nhờ vào niềm tin. Cái thứ hai đó là cái chuyện mình phải làm á, phải có tinh tấn mới làm được. Thí dụ như Phật kêu mình hãy nỗ lực hành thiền, hãy giữ giới, thì cái đó là mình phải tinh tấn lắm mới làm nổi. Còn tinh tấn thường thì khó làm lắm. Đấy. Rồi như là những cái Phật kêu bỏ đi, ví dụ như tham này nên bỏ nè, sân này nên bỏ nè, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là nên bỏ. Thì mình phải giữ gìn chánh niệm để chi? Để biết à, đây là ác nè, ác phải bỏ nha, bỏ. Rồi có một kiểu phân loại thứ ba là giới thuộc chánh hạnh và giới khởi đầu đời sống phạm hạnh. Thì đối với người cư sĩ đó thì giới có cái giới mà khởi đầu phạm hạnh á là gồm có 8. Thuộc thân là có 3, thuộc ngữ là có 4. Thuộc thân á là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Rồi còn về lời nói đó là không nói dối, không nói ác, không nói thô tục và không nói vô ích. Và cái thứ 8 là chánh mạng. Thì đây là những giới khởi đầu cho đời sống phạm hạnh. Tại sao chúng ta gọi là khởi đầu cho đời sống phạm hạnh? Là bởi vì nhờ những điều này chúng ta sẽ bước lên con đường thánh thiện. Khi mà chúng ta ở thế gian, chúng ta hưởng dục rất là nhiều. Mà chính bởi vì nhu cầu hưởng dục cho nên chúng ta khó giữ giới. Mà nếu như chúng ta giữ những cái giới này, sư tin là mình bớt đi rất nhiều những cái chuyện hưởng thụ, bớt đi rất nhiều những chuyện ác, những chuyện không nên làm. Nhờ như vậy đó, chúng ta đi đến
cái con đường phạm hạnh. Xin thưa với quý vị là những vị thánh cư sĩ thì chắc chắn các vị đó sẽ phải giữ những cái giới này. Đặc biệt là thánh A-na-hàm là mặc nhiên các vị sẽ giữ những cái giới này. Còn cái chánh hạnh là sao? Là những cái ngoài tám cái điều này nè, mà nó giúp cho chúng ta có được một đời sống thánh thiện. Hồi nãy là sư quên nói một chuyện, quay lại tám cái giới khởi đầu phạm hạnh. Quý vị có còn nhớ là khi bắt đầu bài giảng, trước khi bắt đầu có một vị hỏi là bây giờ nếu như mà con mở cái quán ăn hoặc là con bán rượu thì con có phạm giới hay không? Thì cái câu hỏi đó sẽ nằm ở trong cái việc này. Chính ở đây nó trả lời cho chúng ta. Nó trả lời cho chúng ta. Tức là mình không sát sanh, đúng là không sát sanh, nhưng mà nó còn có một cái giới thứ 8, đó là chánh mạng. Mà nếu như chúng ta gom cái chánh mạng đó vào trong giới thì rõ ràng là mình không giữ được giới. Rồi còn cái chánh hạnh nói như thế nào để cho quý vị dễ hiểu nè. Giống như ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói người cư sĩ được gọi là người cư sĩ hạng vàng, người cư sĩ hạng kim cương, người cư sĩ hoa sen vàng, hoa sen bạc, hoa sen hồng. Ở trong Phật giáo là người làm được những chuyện này. Thứ nhất là họ có giới, giữ gìn năm giới trong sạch. Cái thứ hai đó là họ có niềm tin nơi nhân quả nghiệp báo. Cái thứ ba đó là họ tin vào cái nhân quả hơn là tin vào chuyện bói toán. Tức là những cái điềm lành, điềm dữ, ngày tốt, ngày xấu, tướng này, tướng kia đó, họ tin vào nghiệp và quả hơn là họ tin vào cái chuyện bói toán. Rồi một cái nữa đó, đó là họ luôn luôn ưu tiên chư tăng trước. Tức là nếu như mà gặp ngoại đạo hoặc là gặp bất kỳ một cái đối tượng nào khác thì họ luôn ưu tiên chư tăng lên hàng đầu. Thì đó là những người cư sĩ hạng vàng ở trong Phật giáo. Thì khi mà chúng ta giữ được cái đó đó thì đó là chánh hạnh, bởi vì nó giúp cho cái sự cư xử của chúng ta trở nên đẹp. Hay là có lần những cái người tại gia cư sĩ, những cái người gia chủ đi đến gặp Đức Thế Tôn, thì có một cái vị thầy ngoại đạo, một vị thầy Bà La Môn nói với những cái người gia chủ: các ông hãy im lặng, hãy đi nhẹ nhàng, bởi vì Đức Thế Tôn giống như một con sư tử ở trong rừng yêu thích sự tĩnh lặng. Thì cái chuyện mà chúng ta giữ cho nó nhẹ nhàng thì nó sẽ giúp cho đời sống của chúng ta trở nên đẹp. Hoặc như Đức Thế Tôn dạy chúng ta, những cái bổn phận của người con đối với cha mẹ, của cha mẹ đối với con, hoặc là những cái cư xử của vợ đối với chồng, của chồng đối với vợ, thì tất cả những cái đó đó nó giúp cho cái đời sống, cái cách cư xử, cách nói năng, cách hành động với nhau, giúp cho đời chúng ta trở nên đẹp. Thì đó là chánh hạnh. Còn đối với các bậc xuất gia đó thì cái giới khởi đầu phạm hạnh á là những cái giới được nêu ở trong phân tích giới tỳ kheo,
và phân tích giới tỳ kheo ni. Quý vị phải học tặng luật nghe. Mặc dù ở đây có thể là có các vị tập sự hoặc là sa di, thì quý vị cũng nên học về giới để mình chuẩn bị mà. Chứ còn mình không biết thì mình cũng khó lắm. Còn cái giới mà thuộc chánh hạnh á, là thuộc những cái bộ còn lại, tức là được nêu ở trong Khanh Thác Cá, tức là đại phẩm và tiểu phẩm. Cái đại phẩm và tiểu phẩm này nè là có dành cho sa di nữa nha, cho nên các vị tập tu thì nên học. Ở trong đó nói cái gì? Ở trong cái đại phẩm và tiểu phẩm á, có nói là những cái hành động, cách đi đứng của cái đời tu á, làm sao cho nó đẹp. Ví dụ như là những cái phận sự của người tu sĩ, như là khi mình á, là cái người mà vãng lai, mình đi tới một ngôi chùa đó, mình thì mình nên làm cái gì? Rồi nếu mình là cái vị mà thường trực ở chùa đó thì mình nên làm cái gì? Rồi khi mình đi khất thực á, thì mình nên làm cái gì? Rồi khi mình ở rừng á, mình nên làm cái gì? Hoặc như bổn phận của thầy trò nên làm cái gì? Những cái điều này đó nó giúp cho đời sống của một vị tu sĩ trở nên rất là đẹp. Xin lấy ví dụ nha. Đối với bổn phận của thầy trò đi, thì nó có những cái như thế này nè. Người đệ tử sáng sớm thì bưng nước, rồi cây trà răng, khăn lau mặt đến để chờ thầy của mình. Rồi khi mà thầy thức dậy đó thì sẽ đánh răng, rửa mặt đó, lau mặt. Rồi sau đó đó, người thầy và người trò sẽ đi khất thực. Thì người trò đó khi mà đi về thì nên đi về trước. Để chi? Để đổ nước đầy những cái chum đựng nước, rồi trải cái tọa cụ cho thầy mình ngồi. Rồi nó có những cái rất là, quý vị đọc quý vị mới thấy thương Phật, là Phật quy định những cái rất là chi tiết. Ví dụ như khi mà phơi y á, thì không nên phơi để cho cái y mà nó ngay nếp, tức là ngay chính giữa đó, cái dây phơi mà để cho cái y nó căng ngay chính giữa. Bởi vì sao? Bởi vì lâu ngày đó, cái chỗ đó nó sẽ mòn và nó y sẽ rách. Cho nên á, nên phơi y nó hơi lệch một tí xíu. Rồi sau đó đó, thí dụ như cái người đệ tử mà giặt y cho thầy á, thì phải thì giặt phơi rồi chờ ở đó cho đến khi mà cái nước nó không còn nhỏ xuống nữa, là nó ráo rồi đó, thì mới nên đi chỗ khác. Rất là dễ thương đó. Rồi phận sự của người trò đó, rồi khi mà thầy đi vào trong phòng của thầy á, thì có những cái ví dụ như không có nên để cái đồ của mình lên trên giường của thầy, lên trên chỗ ngồi của thầy. Rồi nếu như mà muốn xin thầy thuyết pháp thì nên xin, hoặc là muốn mà đọc kinh thì cũng nên xin thầy rồi mới đọc kinh. Đó. Rồi hoặc như bổn phận của người thầy đối với người trò, thí dụ như là chỉ từng cách đi đứng ăn mặc như thế nào đó, chỉ cho người trò, ở trong đó có nói. Rồi có những cái đó, ví dụ như người trò mà bệnh á, thì thầy nên chăm sóc người trò. Cái mối quan hệ thầy trò được mô tả ở trong đây á, nó giống như mối quan hệ cha con vậy. Hoặc như là cái vị tỳ kheo khi đi khất thực, phải nói là sư vẫn rất là mong cái truyền thống khất thực á, ở tất cả các ngôi chùa, tất cả hệ phái thôi, chúng ta có thể khôi phục lại. Bởi vì nó rất là đẹp. Xin nói nó chỉ đơn giản một chuyện thôi. Mình đi khất thực mình đừng có nhận tiền, ôm cái bát đi ra ngoài đường đừng có nhận tiền. Xin thưa ăn xin bây giờ họ khôn lắm.
Thành thử mình không nhận tiền á, họ không có giả được. Nó thẳng bây giờ ăn xin mà mình cho họ 5 ngàn, 10 ngàn, hoặc mình cho họ cái bánh, họ không thèm nhận. Cho tiền họ mới nhận. Bây giờ mình đi khất thực, mình đừng nhận tiền. Làm sao ăn xin họ giả được? Chỉ có một chuyện đó, nó nhỏ thôi đó. Không hiểu tại sao mà mình chưa có làm được. Buồn hết sức. Đó. Thì cái phận sự của vị đi khất thực á, đầu tiên đó là gì? Ví dụ như khi mà đi khất thực thì chỉ nên nhìn xuống dưới trong khoảng 2 mét thôi, không có nên nhìn xa. Hoặc là ví dụ như khi mà vị tỳ kheo đi khất thực á, là phải đắp cái y kính, kính gọi là kính từ trên xuống dưới, giống như sư nè đó, kính từ cổ nè, kính cho tới thân, rồi kính cho tới dưới chân, là kính hết từ trên xuống dưới. Còn ở trong chùa đó là có thể thoải mái, nhưng mà khi mà đi khất thực á, là phải quấn cái y kính như vậy, kính từ trên xuống dưới. Rồi không có nên nhìn vào mặt của người nữ. Ở trong cái bổn phận á, là không có nên nhìn vào mặt của người nữ khi đi khất thực. Rồi thí dụ như là khi mà vào nhà của cư sĩ á, thì họ chỉ mình ở đâu thì mình tới đó thôi. Tại có trường hợp như vậy nè, nhiều lúc á, cái nhà thân quen quá, ở trong luật á, có kể là có vị sư á, đi thẳng vào ở trong, không biết đường á, có khi đường phòng nó hơi lớn không biết đường, rồi đâm sầm vào trong phòng ngủ của người ta. Bà vợ thì bà đang nằm ngủ, bà hớ hên nằm ngủ, mà có khi bà hớ hên bà lòi chỗ này bà lòi chỗ kia. Ông sư ổng đi vô, ổng hết hồn ổng đi ra, gặp ngay ông chồng. Ổng thấy bà vợ đang nằm ở chổng, ông thầy chùa ở trong đi ra, là thế là ổng quánh cho ông thầy chùa một trận. Đấy. Thì đó, về nhà, về chùa đó, kể lại cho chư tăng, kể lại Đức Phật. Đức Phật mới quy định là về sau đó, khi mà tới nhà của cư sĩ, không có nên sòng sọc vào nhà người ta. Người ta chỉ chỗ nào thì ở chỗ đó thôi. Đấy. Thì đó, đó là những cái nó rất là tế nhị và rất là đẹp nếu như mình có thể giữ được. Đấy. Rồi ngoài ra ở trong đại phẩm và tiểu phẩm á, còn kể là những trường hợp không được xuất gia. Cái này thì quý vị phải biết nha. Để cứ hỏi, phải nói là dạo gần đây sư gặp rất nhiều câu hỏi. Họ hỏi nhằm mục đích là họ muốn xuất gia, nhưng mà luật không có cho, làm sao ông sư dám cho họ xuất gia. Đấy. Rồi ngoài ra còn có hướng dẫn những cái tăng sự ở trong tăng đoàn, ví dụ như tăng sự sám hối nè, tăng sự hình phạt nè, phạt một vị sư cái tội gì nó ra tội đó. Rồi những cái tăng sự như là nhập hạ nè, ra hạ nè, tăng sự dân y nè, hoặc là xây cất. Đấy, ví dụ như á, chùa mình mà xây cất cái gì á, ở trong tăng sự có hướng dẫn hết. Cái cách làm sao để mình thưa chuyện, để mình xây cất là ở trong đó có hướng dẫn. Ngoài ra thì còn các cái giới nhỏ khác. Ví dụ như cách cái y á, ví dụ như là cái vải, cái y nào nên xài được, cái y nào không có xài được. Hoặc là cái tấm lót ngồi đó, ngồi ở chỗ nào được, ngồi chỗ nào không được. Cách đi, cách đứng, cách ăn, cách mặc, cách cư xử, cách nói năng. Phải nói là khi mà quý vị nghiên cứu tạng luật á, quý vị mới thương mấy ông sư. Tại vì mấy ông sư, mấy ông thầy, nói chung các vị tu sĩ á, phải giữ rất là nhiều thứ. Mà chính bởi vì phải giữ rất là nhiều thứ đó, đó mới ra cái hình dáng một ông sư, nó khác với người đời. Cái thứ tư á, là cũng hai loại, tức là kiên và không có kiên. Kiên là sao? Kiên á, là cái khả năng khi mà mình gặp thử thách á, mà mình kiên, mình dè chừng lại, kiên các cái điều ác. Ví dụ như mình gặp một cái chuyện, mình chuẩn bị mình mở miệng ra nói dối rồi, nhưng mà mình kiên, kìm lại, không có nói, thì đó là mình giữ giới. Hoặc á, là khi mà mình, người ta nóng giận,
người ta mắng mình, người ta chửi mình, người ta đâm thọc, người ta xóc xỉa mình. Mình chuẩn bị mình mở lời là mình chửi lại người ta đó, ông là cái thứ con này con kia đó, mình chuẩn bị mình mở lời ra, mình kìm lại, kiểm soát lại, thì khi đó mình đang giữ giới. Sẵn thì sư nói bởi vì nó cũng rất quan trọng. Chúng ta nên cẩn thận cái khẩu nghiệp của mình á. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ cần tức giận, mình nói nha, đồ cái thứ con bò, là mình đã gieo một kiếp thành bò ở đời sau kiếp khác. Mà không chỉ một kiếp mà rất nhiều kiếp. Hoặc là mình chửi người ta đồ cái thứ con heo, là mình đã gieo kiếp thành heo ở rất nhiều đời sau kiếp khác. Sẽ có rất nhiều kiếp mình sẽ làm con heo chỉ vì một câu nói đồ cái thứ con heo. Hoặc như ở trong kinh có một vị đó, là ông quan lớn, thấy ngài Mahakacchayana đi trên núi đi xuống, ngài nhảy né mấy cái chỗ mà gai góc, tại vì các sư đi chân đất có một số chỗ là phải nhảy né. Cái vị này mà buộc miệng nói chà ông sư như con khỉ, thì Đức Thế Tôn nói cái người này nè, sau khi thân hoại mạng chung là sẽ phải sanh làm con khỉ. Cho nên mình hãy cẩn thận lời nói của mình. Mình mở miệng mình ví người ta như con gì là mình gieo kiếp thành con đó đó. Hoặc là có một ở trong thời kỳ Đức Phật có một cái cô kỹ nữ, cổ đẹp ghê lắm, mà cái nghiệp của cổ, 10 chàng công tử thương cổ, tranh giành cổ để lấy về làm vợ, rồi cuối cùng đưa ra một quyết định động trời, 10 đứa chúng mình tranh nhau thì chỉ có một đứa được thôi, thôi cho cổ làm kỹ nữ thì 10 đứa mình đều được. Rồi thế là cổ thành kỹ nữ của cả cái ngôi thành đó luôn. Mà cổ đẹp vô cùng, giàu vô cùng, nhưng làm kỹ nữ. Cái nghiệp là đời xưa đó, cổ ngứa mắt một vị tỳ kheo ni, cổ buộc miệng cổ nói cái này là cái thứ cái con đó, cái thứ kỹ nữ. Cổ chỉ buộc miệng cổ nói thôi, và thế là đời đời làm kỹ nữ, cứ sanh ra là làm kỹ nữ. Thành ra coi chừng nha, mình mở miệng ra mình nói người ta đồ cái thứ kỹ nữ, sẽ nói quý vị tự hiểu là mình đã gieo cái kiếp kỹ nữ ở đời sau kiếp khác. Thành thử mình phải kiêng quý vị à. Chuẩn bị mở miệng ra mà chửi người ta là phải kiêng lại, bởi vì khẩu một khi nó đã xuất rồi đó là nghiệp nó đã gieo. Nha. Mình chửi người ta là cái thứ gì là mình sẽ gieo cái nghiệp thành cái thứ đó. Cẩn thận. Rồi cái không đó là sao? Không ở đây á là cái cetana. Cetana thì hôm bữa trước quý vị đã học rồi. Đó là cái chủ ý của mình. Khi mà chúng ta thọ giới á, chúng ta có chủ ý, từ bây giờ tôi quyết định là tôi sẽ từ bỏ sát sanh, tôi quyết định là tôi sẽ từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu, nói chung là tôi sẽ từ bỏ các điều ác. Thì khi mà tôi có cái quyết định tôi từ bỏ đó, là tôi giữ giới. Tôi quyết định tôi không làm những chuyện đó nữa, nghĩa là tôi giữ giới. Thành ra đó, chỉ cần thôi nha, mình chuẩn bị mình mở miệng ra mình chửi người ta, nhưng mà thứ nhất mình kiêng thôi, kìm lại không chửi. Cái thứ hai là mình quyết định bỏ, không chửi nó nữa, bỏ đi.
Thì một khi mình đã quyết định như vậy đó, mình có cái phước giữ giới. Mình có phước giữ giới. Cái phước giữ giới này nó lớn lắm. Sư nhớ là bữa hôm trước sư có nói rồi đó. Một cái cô người làm á, cổ chỉ suy nghĩ là bây giờ ông chủ ổng tàn tệ với mình, nhưng mà ổng có thể ổng trừng phạt mình, cho nên đừng có giận ổng. Bởi vì mình mà giận ổng, mình giận ra mặt là ổng quánh mình. Thành ra là đừng có giận ổng. Mà chỉ bởi vì cái suy nghĩ đó rồi cổ ráng cổ kìm lại thôi mà cổ sanh thiên. Hoặc như bà vợ đó, ông chồng nhiều khi làm nó nản lắm. Sư biết đời sống vợ chồng nhiều khi ông chồng làm mình nản lắm. Nhưng mà bà vợ bà ráng bà kìm, bà ráng bà bỏ, bà ráng bà thương ông chồng như là thương con vậy đó. Thôi kệ, coi như cái này thằng nhóc con nó hơi lớn xác thôi. Đấy. Thì nhờ như vậy đó, mệnh chung sanh thiên. Rồi tiếp theo đó là có hai loại, là có loại lệ thuộc và cái loại không lệ thuộc. Lệ thuộc có nghĩa là sao? Lệ thuộc á, là do mình làm phước, xin lỗi, mình giữ giới mà mình có mong cầu. Tôi giữ giới là do tôi tham. Tôi giữ giới là bởi vì tôi mong về cõi trời. Như nãy giờ sư nói sư nói quý vị đó, mình giữ giới đó, thôi kệ ông chồng đi. Nhưng mà nếu như mình nghĩ tôi giữ như vậy tôi về cõi trời, thì cái giới của mình nó vẫn còn bị lệ thuộc nha. Nhưng mà nói gì thì nói, nó vẫn hơn cái chuyện là mình không có giữ. Nhưng mà cái giữ này là giữ vẫn còn bị lệ thuộc. Có nghĩa là sao? Phải có điều kiện tôi mới giữ giới. Điều kiện này là điều kiện tôi lên cõi trời. Lên cõi trời để tôi thoát cái ông chồng này. Hoặc là mình do tà kiến. Có rất nhiều người sư nhìn mà sư thấy thương, thấy tiếc, thấy tội mà thấy tức cũng có nữa. Họ đội sớ dài từ cái hàng này qua hàng khác, đội dầm mưa dãi nắng để mong được cái này được cái kia. Nhưng mà xin thưa, nó không có tác dụng gì hết trơn hết trọn. Như sư nói, muốn có phước thì làm phước. Còn chư tăng mà cho phước quý vị đó, chỉ thông qua cách là truyền giới cho quý vị, truyền trao cái giới cho quý vị. Và sau khi quý vị giữ cái giới đó, quý vị có phước. Chứ không phải quý vị đội cái sớ lên trên đây, quý vị thưa thỉnh với mấy ông sư, thưa thỉnh với Phật, rồi Phật ban cho mình một cục phước thì không có. Giới không chịu giữ, thích làm cái chuyện dễ dàng, ở đâu ra. Đấy. Còn cái không lệ thuộc ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình giữ giới nhưng mục đích của mình là để giải thoát giác ngộ. Thì đó là cái giới không lệ thuộc nha. Cái lệ thuộc là mình giữ giới mà mình còn mong cầu công đức, còn sanh thiên, thì nó là vẫn còn lệ thuộc. Mà giữ giới đó là bởi vì mình nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Xin thưa, cái giới này đó trong Phật giáo còn gọi đó là giữ giới ba la mật. Mình muốn có cái giới hạnh ba la mật á, là mình phải giữ giới, nhưng giữ giới nhằm mục đích giải thoát giác ngộ thì nó mới là giữ giới ba la mật. Còn giữ giới mà để mong cầu công đức, giữ giới để sanh thiên, giữ giới là bởi vì tà kiến, thì nó chưa phải là giữ giới ba la mật. Cái phân loại thứ sáu là kiểu giữ giới tạm thời và giữ giới trọn đời. Giữ giới tạm thời là sao? Giống như cái bạn mà hỏi hồi đầu buổi học á, là bây giờ con hành thiền thì con giữ giới, rồi bây giờ con hết thiền rồi con xả thiền là con xả giới luôn có được hay không?
thì cái kiểu giữ giới đó là kiểu giữ giới tạm thời. Xin lấy ví dụ như trước khi hành thiền, quý vị xin thọ trì tam quy và ngũ giới, thì khi đó cái giới mình trong sạch rồi, mình giữ chỉ trong cái khoảng thời gian đó thôi. Thiền xong rồi mình xả thiền là mình cũng xả luôn giới, không giữ năm giới nữa, thì đó là cái giới tạm thời. Hoặc có những vị giữ giới nó ở trong thanh tịnh đạo nè, nói một số trường hợp cũng kỳ khôi lắm. Tức là tôi giữ giới, thí dụ như chỉ giữ giới ở trong cái thời gian nghe pháp thôi. Tức là bây giờ tôi ngồi đây, tôi nghe pháp, tôi giữ năm giới. Hết nghe pháp rồi tôi không giữ giới nữa. Tức là cái giới nó có điều kiện thời gian. Hoặc chúng ta tham dự những khóa tu, chúng ta chỉ giữ giới trong thời gian của khóa tu thôi. Hết khóa tu mình không giữ giới nữa. Thì đó là kiểu giữ giới có thời hạn. Còn kiểu giữ giới không thời hạn đó là chúng ta giữ giới từ giờ cho tới lúc chết. Rồi cái cách phân tích thứ 7 đó là cái giới hữu hạn và giới vô hạn. Giới hữu hạn á là sao? Tức là cái giới đó, đó chúng ta có thể phá giới, có thể bỏ bởi vì nhiều nguyên nhân. Ví dụ như vì tổn hao tài sản, hoặc là vì tổn hao sức khỏe, hoặc là vì tổn hao quyến thuộc, hoặc thậm chí là nó nguy hiểm đến tánh mạng, thì mình không giữ giới nữa. Hoặc có khi mình không giữ giới chỉ đơn giản là bởi vì mình ham danh lợi thôi. Sư biết có rất nhiều, sư lấy ví dụ như một người phụ nữ đẹp đi, họ muốn giàu nó dễ lắm, họ chỉ cần họ bỏ liêm sỉ đi thôi là họ giàu nó dễ lắm, họ bỏ cái giới hạnh đi họ giàu nó dễ lắm. Cho nên có nhiều người đó vì danh tiếng, vì danh tiếng, vì sự nổi tiếng, vì thu nhập. Sư nói quý vị không ngờ, sư biết có một số người đó cái thu nhập của họ lên tới cả triệu đô đó. Còn nếu như Việt Nam thu nhập của họ lên tới vài chục tỷ là chuyện bình thường. Họ chỉ cần họ bỏ đi liêm sỉ thôi, không cần bỏ gì nhiều hết trơn, bỏ liêm sỉ đi thôi, họ thu nhập rất cao. Mà bây giờ kêu họ giữ giới, họ giữ bằng cách nào? Chỉ bởi vì họ không giữ giới họ mới được như vậy, mà bây giờ bắt họ giữ giới họ làm sao họ giữ? Đấy. Thì có những người đó, họ vì danh lợi, vì tiền bạc, họ sẵn sàng họ bỏ giới. Hoặc là chúng ta đi làm, chúng ta có những cái hợp đồng rất là nhiều tiền, muốn ký thì phải đi uống rượu với đối tác. Anh không đi nhậu là tôi không ký hợp đồng. Và rất nhiều người sư biết là họ sẵn sàng họ đi, tại vì đối với họ cái chuyện giữ giới nó không quan trọng bằng cái hợp đồng. Thì đó, đó là chúng ta vì tài sản, vì danh lợi mà chúng ta bỏ giới. Hoặc là có nhiều khi chúng ta vì quyến thuộc. Ví dụ như hôm nay quyết định giữ giới, nhưng mà gia đình không chịu, gia đình không cho, thử thách. Rồi mình vì áp lực từ gia đình rồi mình cũng không có giữ được giới. Hoặc có nhiều khi mình giữ giới, nhưng mà cái chuyện giữ giới đó làm cho mình bị ảnh hưởng sức khỏe. Quý vị biết là đa số các sư Nam Tông đều bị bao tử, bởi vì cái giới không ăn chịu. Cái cách ăn uống của mấy sư phải nói là nó rất là hại cái bao tử đó. Mà nếu như mà các sư mà coi trọng cái bao tử mình hơn á,
thì khỏi phải giữ cái giới này. Đấy. Hoặc là như quý vị, có rất nhiều người họ, nếu như họ mà giữ giới đó thì họ phải hy sinh nhiều thứ lắm. Sư biết ở đời cư sĩ quý vị hy sinh nhiều thứ lắm, nhưng mà có lẽ quý vị chưa bao giờ gặp cái trường hợp là mình vì chuyện giữ giới mà mình phải hy sinh tánh mạng thì chắc khó ha. Nhưng mà các vị sư á, ở trong Tăng Chi Tương Ưng, nói chung là ở trong Kinh Tạng, quý vị thường gặp cái điều này lắm. Đức Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, những giới luật nào mà Như Lai đã ban hành, các ông hãy ráng giữ nó, dù đừng bao giờ vi phạm, dù là vì nguyên nhân tánh mạng. Đức Phật nói như vậy đấy. Mà không lẽ bây giờ á, mình cứ thấy ai giữ giới là mình kêu họ là giới cấm thủ. Sư không biết là ở lớp Thanh Tịnh Đạo sư đã phân tích quý vị về giới cấm thủ hay chưa? Phân tích chưa? Chưa. Tại vì ở lớp Trung Bộ sư đã phân tích rồi. Cái người mà nói người giữ giới là giới cấm thủ là bởi vì họ không biết giới cấm thủ là cái gì. Sư gặp nhiều lắm. Thứ nhất, giới cấm thủ là những cái quy định không phải của Đức Phật, không đưa đến giải thoát, không giúp cho chúng ta trong sạch, mà chúng ta ráng giữ cái đó vì chúng ta cho rằng nó làm cho chúng ta trong sạch, làm cho chúng ta giải thoát, thì đó là giới cấm thủ. Ví dụ như có những người họ chủ trương nhịn ăn nhịn đói, và họ cho rằng cái chuyện nhịn đói đó nó sẽ giúp cho mình trong sạch. Hoặc có những người đó họ chủ trương họ sinh hoạt như kiểu con bò, hoặc sinh hoạt như kiểu con chó, và họ nói rằng cái kiểu giữ giới đó sẽ giúp cho họ giải thoát. Đấy. Thì đó là giới cấm thủ, bởi vì những cái quy định đó, những cái giới đó không phải do Đức Thế Tôn đề ra, không đưa đến giác ngộ giải thoát, mà mình thực hành thì đó là giới cấm thủ. Cái thứ hai là cái chuyện mình giữ giới đó mà nó làm cho mình sanh ra cái tâm lý là khen mình chê người, ngạo mạn, thì đó là giới cấm thủ. Mình giữ giới rồi đó, mình nhìn xung quanh đều là rác rưởi, xung quanh không ai giữ giới, có một mình tôi giữ giới thôi, thì đó là giới cấm thủ. Chúng ta phải hiểu định nghĩa của giới cấm thủ là cái gì, thì khi chúng ta gặp những vị giữ giới, chúng ta mới không có đem chữ giới cấm thủ đập vào mặt người ta. Nhớ dùm cái chuyện đó nha. Cho nên ngay cả ở trong kinh, Đức Thế Tôn cũng nói là cái gì Đức Thế Tôn đã quy định các ông đừng vi phạm, dù là vì nguyên nhân tánh mạng. Cho nên cái chuyện giữ giới không phải là giới cấm thủ. Cái thứ hai đó là cái giới vô hạn. Vô hạn có nghĩa là sao? Vô hạn nghĩa là chúng ta ngay cả cái lòng muốn phạm giới cũng không có, thì nói chi đến cái chuyện chúng ta phạm giới. Sư lấy ví dụ như một người mẹ đó thương con hết mực, lúc nào cũng lo cho con, lúc nào cũng muốn cho con ăn ngon mặc ấm, thì cái lòng gọi là cái lòng mà giết hại con của mình, hại con của mình, dù là cái suy nghĩ đó nó cũng chưa bao giờ xảy ra trong đầu của một người mẹ, thì huống chi là đi vào trong cái thực tiễn. Cái người thực hành tâm từ cũng vậy, họ lúc nào họ cũng thương chúng sanh như là con ruột của mình, thì khi đó đó họ ngay cái lòng mà hại người đó không bao giờ có, thì nói chi đến cái chuyện họ thực sự họ đi họ hại người. Đó gọi là cái cảnh giới là mình không cần phải giữ giới. Bởi vì cái
tâm lý phạm giới không còn thì mình không cần phải giữ giới nữa. Bởi vì giới mặc nhiên nó có rồi. Xin thưa là cảnh giới này đó chỉ dành cho, một là cho các bậc thánh. Bởi vì các bậc thánh đó, cái tâm gọi là cái tâm lý phạm giới đó các ngài không bao giờ có. Cho nên là mặc nhiên các ngài là giữ giới. Cái thứ hai là những hành giả đang thực hành chỉ quán. Lúc đó, đó tâm của mình luôn luôn là tâm thiện. Trong tâm của mình lúc nào cũng là đề mục thiền, lúc nào cũng trong tứ niệm xứ. Thì khi đó mình đâu bao giờ mình có cái lòng phạm giới. Thì khi đó cái giới của mình là cái giới vô hạn. Hoặc là khi nào mà tâm của chúng ta đang chìm ở trong tâm thiện thì cũng có thể gọi đó là chúng ta đang giữ giới vô hạn. Ví dụ như quý vị đang ngồi đây nghe pháp. Tại sao cái chuyện nghe pháp á, bản thân nó cũng là công đức? Bởi vì khi chúng ta nghe pháp, chúng ta chú tâm thì tâm của chúng ta là tâm thiện. Khi đó sư tin là trong tâm quý vị đâu có suy nghĩ là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không có. Thì khi đó mặc nhiên trong tâm của chúng ta không có suy nghĩ phạm giới thì nói gì đến cái hành động phạm giới. Nhưng mà nhớ, ở trong Tăng Chi đó có kể một số trường hợp mà chúng ta nghe pháp nó không đem lại công đức. Ví dụ như chúng ta nghe pháp với cái tâm lý tìm lỗi, canh coi vị pháp sư nói có lỗi gì hay không, thì cái chuyện nghe pháp không đem lại công đức. Hoặc chúng ta nghe pháp bằng một cái nội tâm cống cao ngã mạn, tôi biết hết mấy cái này rồi, đấy, coi thường cái người đang nói pháp, thì chuyện nghe pháp của mình cũng không đem lại công đức. Hoặc là chúng ta nghe pháp bằng một cái nội tâm tà kiến, tôi ngồi tôi nghe thôi chứ tôi tin tôi không có tin, mỗi một chữ mỗi một câu tôi đều không tiếp thu thì phước ở đâu ra. Hoặc là mình ngồi nghe pháp mà cái nội tâm của mình á, nó ô nhiễm, nó chạy đi chỗ khác. Ví dụ như nghĩ về vợ, nghĩ về chồng, nghĩ về nam nữ, nghĩ về quyền lực, tài sản, danh lợi vân vân, thì cái chuyện nghe pháp của chúng ta cũng không có lợi ích. Rồi cái thứ 8 đó là cái giới hiệp thế và cái giới siêu thế. Giới hiệp thế nghĩa là sao? Là những cái giới dành cho phàm mình nè. Phàm mình phải làm, phải thực hành, phải giữ giới nhằm mục đích đi đến sự giác ngộ giải thoát, thì đó gọi là giới hiệp thế. Còn giới siêu thế là giới của bậc thánh chứ không phải giới của mình. Tại vì như sư nói ở trên á, các ngài ngay cả cái tâm lý phạm giới còn không có thì lấy gì đến cái chuyện hành động phạm giới. Cái thứ hai đó là cái này nó nằm ở trong cái trí phản kháng của một vị thánh. Nhớ nha, cái phản kháng này không có dê nha, không có g đó. Kháng ở đây là xem lại. Phản kháng có nghĩa là nhìn lại, cái trí nhìn lại của một vị thánh. Các vị thánh nhìn lại cái gì? Nhìn lại cái mà mình đã chứng đắc, nhìn lại những phiền não mình đã bỏ đi và những phiền não nào mình còn lại, thì đó gọi là trí phản kháng. Cái cách phân loại thứ 8 là cách phân loại theo bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Cái này thì nó tương đối lý thú. Ví dụ như một cái câu hỏi, một cái ví dụ, sư nhớ là sư có nói rồi, một cái người giàu đó, thì họ giàu cho nên là người ăn cái ở làm hết cho họ, thì họ đâu cần phải sát sanh, đâu cần phải trộm cắp, thậm chí họ có 5-7 bà vợ cho nên không cần phải tà dâm.
họ không cần lấy lòng ai, cho nên cũng không cần nói dối. Và bản thân họ họ cũng không thích uống rượu, cho nên và họ cũng không có cần phải lấy lòng người khác, cho nên là họ không cần phải uống rượu. Thì như vậy năm giới của họ được giữ. Nhưng mà có, thứ nhất là có tính là giữ giới hay không, cái thứ hai là phước nhiều hay ít. Thì xin thưa, họ vẫn tính là giữ giới nếu như họ có thọ giới. Họ vẫn tính là giữ giới, nhưng mà cái sự giữ giới của họ đó là bậc hạ. Do đâu? Do sự nỗ lực của họ rất là ít. Họ nỗ lực ít thôi, họ đâu cần phải cố gắng họ giữ giới. Rồi họ cũng không cần phải thường xuyên suy tư về giới, họ không cần. Còn bậc trung á, là mình giữ giới một cách trung bình, tức là mình phải nỗ lực một cách trung bình, mong muốn một cách trung bình, rồi mình có cái chủ tâm mình, rồi mình phân biệt cái này nên làm, cái này không nên làm, cái này là thiện, cái này là bất thiện. Đó, tôi quyết định là tôi sẽ giữ giới, tôi quyết định là tôi sẽ không có làm điều ác. Nhưng mà cái sự nỗ lực đó thuộc về trung bình. Đa phần cái giữ giới trung bình á, là của hàng cư sĩ quý vị, hoặc là những vị tu sĩ mà tương đối lười. Tại vì sao? Bởi vì quý vị cũng biết năm giới, biết, nhưng mà mình ít khi nào mình suy tư về giới lắm, ít lắm. Thành ra đó, cái giữ giới của mình á, thường là cái kiểu giữ giới trung bình. Còn cái kiểu giữ giới mà bậc thượng á, là cái kiểu giữ giới thường xuyên suy tư về giới. Cái kiểu này thường là các vị tỳ kheo là nhiều. Bởi vì như sư nói, đối với các vị hành thiền á, có khi một ngày vị đó sám hối hai lần. Mà không phải sám hối là mình cứ đè ra mình sám hối đâu. Đầu tiên là mình phải suy tư về giới, suy xét coi mình có vi phạm gì hay không. Từ sáng cho tới giờ mình có vi phạm gì hay không. Đó, suy xét nếu cái giới trong sạch thì mình đâu cần phải sám hối. Rồi trước khi đi ngủ là vì đó cũng suy xét là cái giới của mình từ sáng cho tới giờ có bị cái lỗi lầm gì hay không. Nếu có là vì đó phải tìm cái vị đồng phạm hạnh đi sám hối. Bởi vì một vị tỳ kheo nếu lỡ mà chết bất đắc kỳ tử mà không kịp sám hối thì nó sẽ đọa. Cho nên một vị tỳ kheo thường xuyên suy tư về giới, cho nên cái sự giữ giới của vị đó đó nó rất là liên tục và miên mật. Còn hàng cư sĩ chúng ta thường chỉ ở mức trung bình thôi, nó thậm chí có khi rơi xuống bậc hạ nữa kìa. Do đâu? Có bao giờ mỗi ngày mà mình tối ngủ mình suy tư ngày hôm nay mình có giữ giới không ta? Hình như không có. Đây. Cho nên là cư sĩ thì rất khó để có bậc thượng. Hoặc là mình giữ giới là bởi vì mình ham mê danh lợi. Mình giữ giới là mình muốn người khác khen mình. Mình muốn người khác, ví dụ như một ông sư, ông giữ giới là bởi vì ông muốn người khác nhìn ông, nói ông là người giữ giới, rồi họ cúng dường cho ông sư. Thì đó là mình giữ giới vì danh, vì lợi. Cái thứ hai, bậc trung á, là giữ giới thì có thể mình không vì danh, vì lợi, nhưng mà mình còn cái sự mong cầu công đức. Tôi giữ giới như sư nói ngay từ đầu là chưa tăng cho quý vị năm cái cục phước, thì mình ráng giữ năm cái công đức đó đó, thì nhờ như vậy mình có phước. Có đôi khi hàng cư sĩ phải nói như vậy thì quý vị mới có nhu cầu giữ giới.
Chứ còn mà mấy ông sư mà nói với quý vị đó, giữ giới đi để giác ngộ giải thoát, thì sư tin không mấy người họ mặn mà cái chuyện giữ giới. Bởi vì chuyện giác ngộ giải thoát á, nó xa lắm, nó xa lắm. Nhưng mà cái đói nó nằm ngay trước mắt, cái khổ nó nằm ngay trước mắt, rồi những cái móc câu, những cái mồi ngon nó nằm ngay trước mắt. Như sư nói thôi, một cô gái mà cô chỉ cần có bỏ liêm sỉ đi là cổ mau giàu lắm. Cho nên cái giới của mình nó phải có cái gì đó hấp dẫn thì mình mới giữ giới. Hàng cư sĩ là như vậy. Thành thử chư tăng khi mà thuyết pháp, đặc biệt nói về giới, thì phải đem công đức ra để nói với quý vị. Mặc dù đúng là chúng ta giữ giới đó là giữ giới bậc trung, học thì phải nói thẳng, nhưng mà thực tế ứng dụng không đem cái bậc trung ra nói còn lâu quý vị mới chịu giữ giới. Thành ra nói phân tích sâu thì có khi quý vị không có vui, nhưng mà ráng thôi, mình bậc trung thì ít nhất mình cũng giữ giới. Còn mà bậc thượng á, là mình giữ giới chỉ bởi vì mình tôn trọng giới. Tôi giữ giới không phải là bởi vì tôi mong cầu công đức, mà tôi giữ giới là bởi vì tôi tôn trọng giới. Đối với tôi, giới là tất cả, giới là mệnh mạch của chánh pháp. Quý vị có biết là có một cái dòng ở trong Tạng Luật có một câu rất là cảm động: này các tỳ kheo, giới luật còn thì Phật pháp còn, cho tới chừng nào giới còn thì Phật pháp sẽ còn, còn giới mà mất là Phật pháp mất. Vào thời mạt pháp, Tạng A Tỳ Đàm sẽ mất đầu tiên, do người ta không hiểu rồi người ta bài xích. Bây giờ đã có hiện tượng đó rồi, Tạng A Tỳ Đàm sẽ mất đầu tiên, rồi Tạng Kinh sẽ mất tiếp theo, mất từ từ, những cái bài kinh mà khó sẽ mất trước. Đấy. Mất là mất như thế nào? Cũng còn, nhưng mà người ta không hiểu nữa. Không hiểu nữa thì người ta không có nhu cầu hành trì, hoặc là người ta vì danh vì lợi cho nên người ta che mắt, người ta không muốn cho người khác đọc kinh. Xin lấy ví dụ đi. Giả sử bây giờ sư là một ông sư mê danh lợi, nói nó hơi kỳ, Phật tử càng ngu càng dễ dụ, kêu họ cứ cúng tiền đi, cứ cúng đi, càng cúng càng có phước, cúng nhiều phước nhiều, cứ cúng đi, cúng nhiều phước nhiều, thì càng ngu càng dễ dụ. Mà nếu như muốn cho hàng Phật tử họ ngu thì đâu cần phải dạy giáo lý, thậm chí là mình phải nói cho họ không nên học giáo lý. Học giáo lý là dành cho mấy người thượng căn nha, còn mình là thôi, mong mình làm phước đi đó, có phước rồi cái gì cũng có hết trơn, khỏi học giáo lý, đừng có học. Đây. Thì cái kiểu đó, cho nên Phật pháp sẽ dần dần mai một, Tạng Kinh sẽ mất dần dần vì chính những con người ham mê danh lợi mất dần hết, mà ít người học, cho nên á là ít người hiểu, mà ít người hiểu thì lại càng ít người học. Cho nên Tạng Kinh sẽ mất dần, cho đến cuối cùng Tạng Luật là cái còn lại duy nhất. Rồi Tạng Luật cũng mất dần luôn, mất từ từ, mất từ những cái giới nhỏ như mấy cái tội tắc ác, mất dần cho đến mất những cái tội lớn hơn một tí. Cho đến cuối cùng Đức Thế Tôn nói là một vị tỳ kheo vào thời mạt pháp, họ thống nhất bỏ y của Đức Thế Tôn, họ mặc vào áo người đời để dễ sinh hoạt, và họ chỉ còn có một cái mảnh vải dắt ở trên người, giống như chúng ta thấy các cái vị tu sĩ ở bên đạo Thiên Chúa, họ có cái mảnh vải đó. Thì vào thời mạt pháp,
các vị tỳ kheo cũng chỉ còn một mảnh vải dắt trên người, họ mặc đồ y như người đời vậy, chỉ còn một mảnh vải dắt trên người, và họ chỉ còn giữ đúng 4 bức cộng trụ. Nhưng mà những người cư sĩ cúng dường cho họ mà suy nghĩ đến tăng đoàn, suy nghĩ đến tam bảo vẫn có công đức. Và cho đến cuối cùng khi 4 bức cộng trụ này mất rồi là Phật Pháp chìm đắm vào trong màn đêm. Cho nên á, cái chuyện chúng ta giữ giới vì tôn trọng giới nó quan trọng lắm quý vị. Giới còn là Phật Pháp còn. Quý vị những con người đang ngồi ở đây là quý vị đang duy trì mệnh mạch của chánh pháp. Đừng có đẩy hết vào cái trách nhiệm của mấy ông thầy tu. Tại vì xin thưa mấy ông thầy tu, quý vị ngó ở đây coi, thầy tu mình có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. Không có bao nhiêu hết. Đa phần là Phật tử, là cư sĩ. Cho nên trách nhiệm giữ gìn mạnh mình, giữ gìn mệnh mạch của chánh pháp là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Học đạo là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Giữ giới là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Nhờ như vậy đó, Phật Pháp mới còn trường tồn. Rồi cái tiếp nữa đó, giữ giới bậc hạ là mình giữ giới xong rồi đó, mình khen mình chê người. Tôi giữ giới xong rồi tôi nhìn xung quanh đó, đều là rác rưởi, không ai giữ giới hết, có một mình tôi giữ giới thôi. Thì đó là kiểu giữ giới bậc hạ. Và đây cái bậc hạ này nè, còn có một tên gọi là giới cấm thủ. Đây là kiểu giữ giới bậc hạ. Có giữ là tốt, nhưng mà giữ để rồi khen mình chê người á, thì đó là điều không có nên. Rồi cái bậc trung á, là giữ cái giới hiệp thế. Tức là cái hiệp thế nãy ở trên sư nói á, là giới của phàm mình á, mình ráng giữ thì đó là bậc trung. Còn cái giới siêu thế là bậc thượng, bởi vì mình đã đi đến cái mức độ là giữ giới mà không phải là giữ giới, lúc bấy giờ ấy mới gọi là giữ giới. Lúc đó là mình đi đến cảnh giới của bậc thánh rồi. Rồi đó, bậc hạ là mình giữ giới đó mà mình còn mong cầu tái sinh. Còn muốn là đời sau kiếp khác tôi sanh thiên, tôi đi về cõi người, cõi trời, thì đó là giữ giới bậc hạ. Còn giữ giới bậc trung á, là giữ giới nhưng mà chỉ mong cầu giải thoát cho một mình thôi, thì đó là bậc trung. Còn bậc thượng á, là giữ giới nhằm mục đích giải thoát cho tất cả chúng sinh. Và sư xin thưa là cái chuyện cái bậc trung và bậc hạ này đó đều là ba la mật nha. Bậc trung và bậc hạ đều là ba la mật, nhưng mà cấp độ ba la mật có khác nhau. Bậc trung á, là vung bồi ba la mật nhưng mà chỉ cho một mình. Còn bậc thượng á, là vung bồi ba la mật nhưng để giải thoát cho tất cả chúng sinh. Cho nên muốn hành thành chánh đẳng giác thì cũng phải giữ giới. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có một vị Bồ Tát chánh đẳng giác có thể thành tựu nhờ phá giới, chuyện đó không có. Bởi vì trong ba la mật có giới hạnh ba la mật. Và nhớ, để trở thành ba la mật của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác thì chúng ta phải giữ giới, nhưng nhằm mục đích giải thoát giác ngộ cho mình và cho tất cả chúng sanh, thì đó mới gọi là giới hạnh ba la mật. Đấy, thì thông qua ngày hôm nay đó là chúng ta hiểu giữ giới ba la mật là gì nha. Giữ giới ba la mật là giữ giới nhằm mục đích đi đến giải thoát giác ngộ. Và cái sự khác biệt của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác là hướng đến tất cả chúng sanh. Nhưng mà nhớ nha, nhiều vị A-la-hán thinh văn cũng là bậc thượng chứ không phải bậc trung đâu. Sư lấy ví dụ như
Ngài Xá Lợi Phất, số chúng sanh được Ngài độ chứng đắc đạo quả nhiều vô số kể, Ngài chỉ thua Đức Thế Tôn thôi. Thì mình không thể nào mình nói Ngài Xá Lợi Phất, Ngài chỉ biết có một mình Ngài là mình nói bậy á. Ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, Ngài độ cho vô số chúng sanh đều chứng đắc thánh đạo thánh quả. Và rất nhiều những vị A-la-hán thinh văn cũng đều như vậy. Cho nên hãy cẩn thận khi mà nói là một vị A-la-hán thinh văn chỉ biết lo cho mình nha. Rồi, thì bài học ngày hôm nay đến đây thôi.